ghế massage cao cấp Daikyosan. Báo hiếu là không chờ đợi. Kính thưa quý vị, mời quý vị đón xem bản tin 30 giây nóng hôm nay, Chủ nhật ngày 20 tháng 3. Bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Giá xăng dầu nhiều khả năng giảm mạnh vào ngày mai. Hai thanh niên tử vong tại chỗ, nghi do chạy xe máy tông vào cột điện. Cảnh giác nhóm người đi ô tô dùng súng bắn điện trộm chó ở thành phố Hồ Chí Minh. Bắt thêm một bị can trong đường dây lừa đảo chạy điều động đại tá Đinh Văn Nơi. Những hình ảnh doanh trại Ukraine trúng tên lửa Nga. Sau đây là những thông tin nóng nhất được chúng tôi cập nhật đến 20 giờ ngày 20 tháng 3. Dựa trên dữ liệu giá cơ sở bình quân tại Singapore, xăng dầu trong nước có cơ hội quay đầu giảm giá vào 15 giờ ngày mai, 21 tháng 3, cũng là lần đầu tiên sau 6 kỳ tăng giá liên tiếp. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một chủ tịch hội đồng quản trị doanh nghiệp đầu mối xăng dầu phía Nam cho biết, dù giá thành phẩm xăng dầu tại thị trường Singapore có tăng nhẹ trong những ngày qua, song trung bình giá thành phẩm tuần qua đã giảm mạnh. Do đó, kỳ điều hành giá xăng dầu trong nước vào chiều ngày 21 tháng 3 phải hạ giá khi giá bán lẻ trong nước hiện đang cao hơn giá cơ sở khoảng 1.600 đồng một lít xăng RON 95 và 3.500 đồng một lít dầu diesel, dầu DO. Trong khi đó, lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối khác cho hay Việt Nam đang chi quỹ bình ổn với mức 1.000 đồng một lít xăng RON 95 và 1.500 đồng một lít dầu DO. Nên nếu kỳ điều hành 21 tháng 3, Liên Bộ Tài chính Công Thương trừ đi phần trích quỹ này, giá mỗi lít xăng dầu sẽ giảm khoảng 600 đến 2.000 đồng. Từ đầu năm 2022 đến nay, giá xăng dầu trong nước đã có 6 phiên tăng giá liên tiếp, đưa giá xăng lên mức cao kỷ lục khi xăng RON 95 gần mức trên dưới 30.000 đồng một lít. Nếu giảm mạnh vào ngày mai, đây là lần đầu tiên xăng dầu quay đầu sau 6 kỳ liên tiếp tăng giá kể từ đầu năm 2022. Chiều ngày 19 tháng 3, khu du lịch Đại Nam, tỉnh Bình Dương tổ chức buổi giao lưu gặp gỡ doanh nhân Nguyễn Phương Hằng được livestream trên mạng xã hội. Buổi giao lưu này có sự tham gia của bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, ông Huỳnh Uy Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Nam và một số người khác. Đáng chú ý, trong chương trình có tiết mục đua chó đua ngựa. Tuy nhiên, các chó đua, ngựa đua được công ty này đặt theo tên của những người đang có mâu thuẫn với bà Nguyễn Phương Hằng. Luật sư Nguyễn Quốc Cường, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, việc công ty Đại Nam tổ chức sự kiện lấy tên những người đang mâu thuẫn đặt cho chó đua, ngựa đua, ví dụ như chó đua Đức Hiển, ngựa đua Hàng Ni, ngựa đua Vi Oanh cùng những bình luận khiếm nhã là hành vi cố ý sử dụng tên tuổi của những người đang có mâu thuẫn với mình để đặt tên cho chó đua, ngựa đua nhằm mục đích xúc phạm, làm nhục người khác, đăng tải trên mạng xã hội là hành vi vi phạm pháp luật, thuần phong mỹ tục ở nước ta. Trao đổi với Tuổi Trẻ, nhà báo Nguyễn Đức Hiển, phó tổng biên tập báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cá nhân mình là người trực tiếp bị xúc phạm, dĩ nhiên rất bức xúc. Tuy nhiên, ông sẽ chọn cách phản ứng phù hợp, đúng pháp luật và đúng văn hóa. Ngày 20 tháng 3, ông Hoàng Xuân Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra sự việc đau lòng, ăn nhầm lá ngón khiến 6 người bị ngộ độc, trong đó một người đã không qua khỏi. Theo thông tin ban đầu, tối 18 tháng 3, một nhóm 6 người đang thi công công trình cho một đơn vị viễn thông trên địa bàn xã do không biết đã hái lá ngón về xào ăn rồi bị ngộ độc. Đến khoảng 1 giờ sáng ngày 19 tháng 3, nhóm người trên có biểu hiện đau đầu, đau bụng, khó thở và nôn mửa. Sau đó, cả 6 người đã được đưa về trung tâm y tế huyện cấp cứu. Một người đã tử vong, 5 nạn nhân còn lại, một người tình trạng sức khỏe bình thường, 4 người khác bị ngộ độc nặng phải chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Cạn. Hiện đội ngũ bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Cạn đã hội chẩn với các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai, đồng thời theo dõi sát tình trạng ngộ độc muộn của các bệnh nhân. Tiếp theo chương trình là một số tin tức an ninh trật tự. Tối 19 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Đào Ngọc Cảnh, 75 tuổi, ngụ thành phố Đà Nẵng, về tội môi giới hối lộ liên quan vụ chạy để điều động đại tá Đinh Văn Nơi. Trước đó, Công an tỉnh An Giang tiến hành bắt giữ Trần Trí Mảnh, sinh năm 1980, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Sản xuất Gia Thịnh về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả gồm phụ tùng xe gắn máy và nhớt xe nhiều chủng loại với số lượng lớn.
Trong quá trình điều tra, bị can Mảnh đã khai báo ra nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản có liên quan đến Mảnh. Cụ thể, khoảng giữa tháng 1 năm 2021, Mảnh đã liên hệ với Đào Ngọc Cảnh, Ngô Văn Trọng, Vũ Văn Quý và Hoàng Thị Tâm để thực hiện âm mưu điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang đi địa phương khác với giá 20 tỷ đồng. Nhóm trên thống nhất Mảnh sẽ chuyển trước vào tài khoản của Tâm 10 tỷ đồng và cam kết sau 3 ngày sẽ có quyết định điều chuyển, nếu không thực hiện được sẽ trả lại số tiền cho Mảnh. Sau đó, Quý đã không thể thực hiện được âm mưu nêu trên, nên Quý, Tâm, Trọng đã bàn bạc chỉ chuyển lại cho Mảnh số tiền 7,4 tỷ đồng. Số tiền còn lại 2,6 tỷ đồng, nhóm trên chia nhau tiêu xài cá nhân. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng. Theo thông tin ban đầu, hơn 3 giờ rạng sáng ngày 17 tháng 3, một nhóm người đi trên ô tô chạy trên đường tỉnh Lộ 7, xã An Nhân Tây, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Khi phát hiện một con chó đang đứng trước nhà người dân thì cho xe quay trở lại. Người ngồi ghế sau ô tô lấy dụng cụ bắn chích điện bắn vào con chó khiến con vật nằm bất động. Ngay sau đó, một nam thanh niên khác từ trên xe bước ra ôm con chó đưa lên xe rồi cả nhóm nhanh chóng rời đi. Được biết thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh liên tục xảy ra nhiều vụ trộm chó. Đoạn video do camera nhà một người dân quay lại sau đó được đăng tải lên mạng xã hội để mọi người cảnh giác. Ngày 20 tháng 3, Công an huyện Bù Đớp, tỉnh Bình Phước cho biết đã bắt giữ Nguyễn Duy Cương là nghi can trong vụ án giết người vì mâu thuẫn khi chơi game bắn cá xảy ra tại ấp Tân Phú, xã Tân Thành. Đối tượng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trong một vườn cam của người dân, cách hiện trường vụ án hơn 1 km. Được biết, khoảng 8 giờ sáng ngày 19 tháng 3, anh N, 39 tuổi, cùng vợ đang ngủ trong nhà tại ấp Tân Phú, xã Tân Thành, thì Nguyễn Duy Cương đến gõ cửa gọi anh N ra nói chuyện vì trước đó cả hai mâu thuẫn trong lúc chơi game bắn cá. Khi anh N vừa ra ngoài hiên cửa, thì Nguyễn Duy Cương trên tay cầm một cây rựa lao vào xô xát. Nghe tiếng hô hoán, người nhà của anh N chạy ra thì phát hiện anh ngã gục tử vong tại chỗ. Riêng đối tượng Cương bỏ trốn khỏi hiện trường và sau đó bị bắt. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra. Ngày 20 tháng 3, Công an huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước đã thực hiện lệnh bắt giữ và khám xét chỗ ở đối tượng Võ Văn Phương, 29 tuổi, để điều tra về hành vi cướp tài sản. Trước đó khoảng 11 giờ 30 phút trưa 18 tháng 3, Phương điều khiển xe máy đi đến xã Phước Tân, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước để xem đất. Khi đến một vườn điều thì thấy bà Nguyễn Thị Kim Hồng đang ngồi trong lều tạm để mua điều. Thấy vậy, Phương dựng xe phía ngoài, đi bộ đến chỗ bà Hồng, lấy trong ví ra 100.000 đồng để đổi tiền lẻ thì bà Hồng đồng ý. Khi đổi tiền, Phương thấy trong túi bà Hồng có rất nhiều tiền nên lấy ra trong túi quần một con dao bấm, hù dọa bà Hồng yêu cầu phải đưa tiền nếu không sẽ bị giết. Sau đó Phương lấy túi tiền của bà Hồng, tổng cộng có 52 triệu đồng rồi bỏ đi. Nhận được trình báo của nạn nhân, Công an huyện Phú Riềng đã thực hiện lệnh bắt giữ đối với Võ Văn Phương. Khoảng 2 giờ 30 phút rạng sáng nay, ngày 20 tháng 3, người dân sinh sống trên đường Ngô Chí Quốc, đoạn trước khu chế xuất Linh Trung 2, phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức, đang ngủ thì nghe tiếng động mạnh ngoài đường. Khi ra kiểm tra thì phát hiện hai nam thanh niên nằm bất động trên vỉa hè, bên cạnh là chiếc xe máy đã hư hỏng. Sau đó nhân viên y tế có mặt để kiểm tra, nhưng hai thanh niên này đã tử vong. Những thông tin, Công an thành phố Thủ Đức có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Từ dấu vết ở hiện trường, Công an xác định hai nạn nhân chở nhau bằng xe máy biển số 59U1-28629 chạy trên đường Ngô Chí Quốc hướng từ Bình Dương đi thành phố Hồ Chí Minh. Khi đang ôm cua trước đoạn qua khu chế xuất Linh Trung 2 thì bất ngờ lao lên lề đường, tông vào cột điện tử vong tại chỗ. Chương trình tiếp tục với một số tin tức thế giới. Theo hãng tin AFP, hàng chục binh sĩ đã thiệt mạng sau khi quân đội Nga tấn công một doanh trại của quân đội Ukraine ở thành phố Mykolaiv, miền nam Ukraine. Nhiều ảnh chụp ngày 19 tháng 3 cho thấy thiệt hại tại địa điểm bị Nga tấn công. Một quân nhân Ukraine kể lại với hãng tin AFP rằng không dưới 200 binh sĩ đang ngủ trong doanh trại khi quân đội Nga tấn công vào đây. Một binh sĩ khác ước tính vụ tấn công của Nga có thể khiến khoảng 100 người thiệt mạng. Chính quyền Ukraine vẫn chưa công bố con số thương vong chính thức. Thành phố Mykolaiv nằm trên con đường dẫn đến thành phố cảng chiến lược Odessa, cách bờ biển Đen khoảng 130 km.
Ngày 16 tháng 3, một chiếc ô tô bất ngờ phát nổ tại trạm xăng ở đông bắc Brazil. Đoạn video cho thấy khi tài xế đứng trước đầu xe để chờ nhân viên đổ xăng thì bình xăng phát nổ khiến phần sau xe bị phá nát. Lúc này chủ xe nhanh chân bỏ chạy, còn nhân viên trạm xăng cố gắng tắt các đường dẫn để tránh hỏa hoạn. Theo báo cáo, bình xăng phát nổ đã bay xa khoảng 200m, làm hư hỏng một bức tường và một chiếc ô tô. Rất may không có ai bị thương trong vụ việc. Tại Sri Lanka, nhiều khách du lịch phải bỏ chạy khi một con voi hoang dã tấn công chiếc xe túc túc đang chở họ đi tham quan. Đoạn clip được một du khách quay ngày 13 tháng 2 cho thấy, con voi tiếp cận chiếc xe túc túc và đẩy nó đi một đoạn, sau đó bắt đầu xô ngã chiếc xe. Các du khách trên xe đã nhanh chân bỏ chạy nên không có ai bị thương. Đây không phải là lần đầu tiên voi đẩy lật xe ở Sri Lanka. Người dân cho biết những con voi thường tụ tập trên con đường chính để xin thức ăn từ du khách, dẫn đến tình trạng trên. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm nay 20 tháng 3 đến 22 tháng 3, phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ đêm 22 tháng 3 trời rét, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng. Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Khu vực Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Riêng đêm 22 tháng 3 có thể xuất hiện mưa vừa, mưa to, trời rét. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh ngày mai, trời có mây, có nơi có mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ C, cao nhất từ 34 đến 36 độ C. Bản tin 30 giây nóng đến đây xin tạm dừng. Để liên tục cập nhật những tin tức nóng nhất trên nhiều lĩnh vực, quý vị đừng quên ấn chuông theo dõi bản tin 30 giây nóng sẽ được phát lúc 20 giờ hàng ngày trên trang tuổitrẻ.vn, tv.tuổitrẻ.vn, kênh YouTube và fanpage của báo Tuổi Trẻ. Vì một lý do nào đó chưa thể xem được bản tin đúng giờ, bạn đọc có thể xem lại trên tất cả nền tảng của báo Tuổi Trẻ hoặc search từ khóa 30 giây nóng trên công cụ tìm kiếm. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại. Ghế massage cao cấp Daikyo San, báo hiếu là không chờ đợi.